bi kịch cuộc đời của những tác giả đồng tính nổi tiếng thế giới. Đồng tính từng bị coi là một căn bệnh, và những người đồng tính thì từng bị xã hội khinh ghét và hắt hủi. Những nhà văn, nhà thơ đồng tính cũng không ngoại lệ. Cuộc sống của họ là một chuỗi những bi kịch, thậm chí bi kịch hơn những người bình thường rất nhiều. Dù có nhiều cách ứng xử khác nhau trước sóng gió cuộc đời, nhưng họ đều có đặc điểm chung là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, vượt qua mọi định kiến xã hội, tạo nên những tác phẩm vĩ đại cho lịch sử văn chương thế giới. Oscar Wilde và vụ kiện Queensberry nổi tiếng. Oscar Wilde, tên đầy đủ là Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1854 tại Dublin, Ireland, trong một gia đình trí thức thuộc tầng lớp thượng lưu. Cha của ông là William Robert Wills Wilde, một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khảo cổ học, người từng được nữ hoàng Victoria phong tước hiệp sĩ. Còn mẹ ông là Jane Wilde, một nhà thơ ủng hộ các phong trào dân tộc và nữ quyền. Từ nhỏ, Oscar đã bộc lộ tư chất thông minh và ham học hỏi. Được dạy dỗ trong một môi trường giáo dục điển hình của giới quý tộc Ireland, ông sử dụng thành thạo tiếng Đức và tiếng Pháp từ rất sớm. Tuy nhiên, Oscar lại hơi nóng nảy và bốc đồng. Ông sẵn sàng sử dụng vũ lực với bạn bè trong các cuộc tranh luận nếu bị kích động. Thừa hưởng tình yêu thi ca từ mẹ mình, những bài thơ chính là bước khởi đầu trong sự nghiệp sáng tác của Oscar Wilde. Năm 1878, sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông trở về Dublin, dồn hết tâm sức cho việc làm thơ, viết một số tiểu luận phê bình và tham gia thuyết giảng ở một số trường đại học ở Pháp và Anh. Trong khoảng thời gian từ 1878 đến 1881, đã có hàng chục bài thơ và các công trình nghiên cứu của Oscar Wilde đăng trên các tạp chí lớn nhỏ. Đặc biệt nhắc đến Oscar Wilde, người ta sẽ nhớ tới vụ bê bối Queensberry, một vụ việc gây chấn động trong giới quý tộc Anh thời bấy giờ. Năm 1891, Oscar Wilde gặp gỡ Alfred Douglas, con trai của hầu tước Queensberry. Hai người nảy sinh mối quan hệ đồng tính và không hề giấu giếm điều này. Ở thời Victoria, những mối tình đồng tính được coi là một điều cấm kỵ, thậm chí là một tội ác. Chuyện tình cảm của hai người đã tốn không ít giấy mực của báo chí thời bấy giờ. Quá tức giận vì những chuyện bị xem là đáng xấu hổ của con trai, hầu tước Queensberry đã buông lời lăng mạ Oscar Wilde và yêu cầu ông tránh xa con trai mình. Oscar Wilde tức giận và đâm đơn kiện hầu tước tội lăng mạ. Ngược lại, hầu tước kiện ông vì tội lôi kéo con trai mình vào mối quan hệ xấu xa. Theo đạo luật chống đồng tính luyến ái dưới thời Victoria, Oscar Wilde bị xử 2 năm lao động khổ sai. Trong thời gian này, ông có viết một số thư từ cho Alfred, đồng thời viết hai tác phẩm thuộc lại hay nhất trong sự nghiệp, đó là Khúc Ballad ở nhà tù Reading và The Profundus. Oscar Wilde mất ngày 30 tháng 11 1900 tại Paris vì bệnh viêm não trong hoàn cảnh nghèo túng. Đám tang của ông do Alfred Douglas đứng ra chủ trì. Mộ phần của Oscar Wilde hiện được đặt tại nghĩa trang nổi tiếng Père Lachaise thuộc quận 20 của Paris, nước Pháp. Virginia Woolf, chuỗi bi kịch của nữ nhà văn đồng tính. Virginia Woolf, tên khai sinh là Adeline Virginia Stephen, sinh năm 1882 trong gia đình trí thức tiến bộ, song cũng lắm phức tạp. Cha của bà, Leslie Stephen, là một cây bút khá có tiếng của văn đàn và lịch sử nước Anh. Mẹ bà nổi tiếng khắp thành London nhờ vẻ đẹp tuyệt sắc. Trước khi đến với nhau, họ đều trải qua hôn nhân đổ vỡ và có con riêng. Gia đình Virginia Woolf thuộc giới trí thức có tư tưởng phóng khoáng, song chưa thoát ly khỏi định chế chuẩn mực xã hội phong kiến. Do vậy, bà vẫn chịu sự nghiêm khắc truyền thống. Con gái không được đến trường học, vốn kiến thức mà Virginia có được đều dựa vào việc tự tìm tòi học tập trong thư viện của cha, cùng những buổi tới lui chuyện trò thân mật, trao đổi thư từ với các văn sĩ lớn của Anh quốc cuối thế kỷ 19. Cú sốc lớn từ cái chết của mẹ năm 1895 và người cha 9 năm sau đó đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của Virginia. Mọi việc càng tồi tệ hơn khi bà bị 9 người anh trai cùng cha khác mẹ cưỡng bức chỉ vài tháng sau cái chết của mẹ mình. Sự mất mát và ám ảnh khủng khiếp khiến Virginia mắc chứng thần kinh nặng, nhưng đây cũng chính là điểm khởi đầu giúp kẻ tâm thần tài hoa mở ra thế giới quan mới, tư duy và biện luận sắc bén hơn. Không còn chỗ dựa tinh thần, Virginia quyết định rời bỏ căn nhà tang thương và cùng chị gái đến London, hoạt động trong nhóm văn học Bloomsbury. Phương châm hoạt động của nhóm là đề cao tự do và phóng khoáng, bất tuân chuẩn mực xã hội. Đến năm 1912, Virginia kết hôn cùng với Leonard Woolf, người đem lòng si mê bà và ấn tượng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, Virginia nhận ra bà không có hứng thú với chuyện yêu đương nam nữ. Dù phải sống trong cảnh vợ chồng lạnh lẽo, nhưng Leonard vẫn đồng hành chăm sóc Virginia suốt quãng đời còn lại. Ông luôn nhiệt thành trong sự nghiệp sáng tác cũng như ủng hộ mọi quyết định của vợ mình. Năm 1922, Virginia Woolf gặp nhà văn Vita Sackville-West tại một buổi tiệc Nữ văn sĩ nhanh chóng bị thu hút bởi phong thái quý tộc, thông tuệ và vẻ đẹp của Vita. Lúc này Virginia nhận ra bản thân hứng thú với các mối tình đồng giới và xem Vita là nàng thơ của mình. Bản thân Vita dù đã có gia đình nhưng cũng là người có xu hướng song tính. Mối tình của họ nhanh chóng nổi tiếng khắp thành London. Đây cũng là những ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời bi kịch của Virginia. Thời gian này, bà hoạt động sôi nổi trên văn đàn và cho ra đời hàng loạt tác phẩm như Bà Dalloway 1925, Orlando 1928, Căn phòng riêng 1929. Sau 5 năm, mối tình gây xôn xao dư luận một thời đã kết thúc, lý do cụ thể không được người trong cuộc chia sẻ. Tháng 3 năm 1941, sau hơn 20 năm chống chọi với căn bệnh trầm cảm, Virginia gieo mình xuống dòng Ouse thuộc vùng ngoại ô Sussex, khép lại một mảnh đời tài hoa nhưng bất hạnh. Thomas Mann, tình cảm khó nói ẩn sâu trong tác phẩm. Paul Thomas Mann sinh năm 1875 trong một gia đình thương gia thuộc tỉnh Lübeck, nước Đức. Cha ông là thượng nghị sĩ Thomas Harriet Mann, còn mẹ có tài về âm nhạc. Nhờ mẹ mà Thomas làm quen và say mê nền âm nhạc cổ điển, đặc biệt là âm nhạc của Richard Wagner. Sau khi cha qua đời vào năm 1891, gia đình ông đã bán đi cơ sở thương mại rồi dọn về thành phố Munich. Đây cũng là nơi Thomas Mann bắt đầu làm thơ, viết một số truyện ngắn và được nhà xuất bản khuyến khích sáng tác. Vào năm 1905, Thomas Mann kết hôn với Katia Bringsheim, con gái của một giáo sư toán học tại Munich. Dù có với nhau 6 người con và được vợ hết lòng hỗ trợ để có thể chuyên tâm sáng tác, nhưng thực ra tình yêu duy nhất, nóng bỏng nhất và dai dẳng nhất trong cuộc đời của Thomas Mann là tình yêu dành cho các chàng trai vị thành niên. Đó cũng là một đề tài mà Mann say mê thể hiện trong sáng tác của mình. Tiêu biểu là Cái chết ở Venice 1913, một trong những truyện dài xuất sắc của văn chương thế giới. Thế chiến thứ nhất đã đẩy nhà văn vào một cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Khi Adolf Hitler lên nắm chính quyền Đức bèn tước bỏ quyền công dân của Thomas Mann từ năm 1936 và bằng tiến sĩ danh dự đã được trao tặng cho ông vào năm 1919. Ông dành thời gian sống và sáng tác chủ yếu ở Thụy Sĩ. Trong thời gian này, Thomas Mann viết tập ký 600 trang, tạm dịch là những suy ngẫm ngoài chính trị. Sau chiến tranh, Thomas Mann trở lại với văn học nghệ thuật, hoàn thành một trong những đỉnh cao sáng tác của mình, đó là Ngọn núi phù thủy. Năm 1929, ông được nhận giải Nobel, sau đó được cả Đông Đức và Tây Đức trao tặng giải Goethe năm 1949, cùng với đó là bằng danh dự của Đại học Oxford và Đại học Cambridge. Thomas Mann qua đời tại Zurich vào ngày 12 tháng 8 1955. Ngày nay, cùng với Franz Kafka, ông được coi là nhà tiểu thuyết có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thế kỷ 20. André Gide, kẻ vô luân trước khung cửa hẹp. André Gide, tên đầy đủ là André Paul Guillaume Gide, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1869 tại Paris, nước Pháp, trong một gia đình trung lưu theo đạo Tin lành. Cha ông là giáo sư luật nhưng đã sớm qua đời khi ông mới 11 tuổi. Từ nhỏ, Gide được mẹ nuôi dạy nghiêm khắc theo giáo lý nhưng vẫn bộc lộ bản tính là đứa trẻ cứng đầu. Chính sự ngang ngạnh này đã mang tới cho ông những hoài bão lớn, đưa ông tới con đường chông gai để tìm ra chân lý và chính con người mình. Ở tuổi 21, Gide ra mắt những ghi chép của André Walter, một tiểu thuyết bán tự truyện kể về những khủng hoảng giằng xé, mong tìm tới sự thần bí và thanh cao trong tình yêu. Ngay từ tác phẩm đầu tiên này, Gide đã gây chú ý với lối viết phóng túng, phơi bày không chút giấu giếm những ham muốn dục vọng. Càng về sau, cùng với những biến động mạnh mẽ trong tâm hồn, Gide càng khiến người đọc sửng sốt với những sự thật được đưa ra ánh sáng dưới cái nhìn của một kẻ phi đạo đức. Thực tế, năm 26 tuổi, Gide phát hiện mình là người đồng tính. Phát hiện này đã khiến ông bị rối loạn cảm xúc. Trước đó, ông đã có mối tình lãng mạn kéo dài với cô em họ Madeleine Rondo. Về sau, dù vẫn trân trọng và cưới Rondo, nhưng Gide đồng thời chạy theo những mối tình đồng giới và thật bất ngờ, ông lại vô tình có con với một người phụ nữ khác. Như con thiêu thân, Gide lao vào những cuộc sa đọa trác táng và không ngần ngại phô bày trên trang giấy. Nhiều người đã lên án Gide kịch liệt, coi những tác phẩm của ông như liều thuốc độc cho người đọc. Mặc thói đời, André Gide vẫn đạt giải Nobel văn học năm 1947. Ông qua đời ngày 19 tháng 2 năm 1951 trong sự ngưỡng mộ của thế giới. Ông đã sống một cuộc đời đầy dưỡng chất trần gian với sự thức thời của mình. Văn chương của Gide tới nay vẫn mang tầm ảnh hưởng sâu sắc và được bạn đọc mọi thế hệ đón nhận. Colette, nữ tiểu thuyết gia người Pháp và nụ hôn gây bão. Colette là bút danh của Sidonie Gabrielle Colette, nữ tiểu thuyết gia người Pháp sinh năm 1873. Bà nổi tiếng với tiểu thuyết Gigi. Sau này, Ellen J. Lerner và Frederick Law đã dựa vào đó để viết cuốn phim và nhạc kịch cùng tên. Mặc dù tài năng, nhưng mà Colette cũng là một trong số những cái tên vô cùng tai tiếng của văn chương cổ điển nước Pháp. Năm 1893, ở tuổi 20, Colette kết hôn với Henry Gauthier Villas, bút danh Willie, một nhà văn nổi tiếng lớn hơn bà 15 tuổi. Đến năm 1906, Colette bỏ chồng với lý do ông không chung thủy, sau đó tới chung sống với nhà văn nữ người Mỹ Natalie Clifford Barney. Hai người có mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi và họ giữ tình bạn suốt đời. Sau đó, Colette vào làm việc ở các phòng nhạc Paris dưới sự bảo trợ của nữ hầu tước Mathilde de Morny. Hai người có một mối quan hệ đồng tính lãng mạn. Năm 1907, Colette và Morny cùng diễn xuất trong một vở kịch câm có tựa đề Giấc mộng Ai Cập ở Moulin Rouge. Nụ hôn trên sân khấu của họ gần như gây ra một cuộc náo loạn, đến nỗi người ta phải gọi cảnh sát tới để lập lại trật tự. Do vụ bê bối này, buổi trình diễn tiếp theo của vở diễn đã bị cấm và họ không thể sống chung với nhau một cách công khai. Năm 1912, Colette tái hôn với Henry de Jouvenel, biên tập viên của báo Le Matin. Họ có một con gái nhưng Colette đã gửi con cho một vú nuôi người Anh chăm sóc, hiếm lắm mới tới thăm. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Colette biến bất động sản của chồng ở San Malo thành một bệnh viện chữa trị cho những người bị thương và bà đã được chính phủ nước Pháp trao tặng bắt đậu bụi tinh hạng Chevalier năm 1920. Năm 1924, bà ly dị lần thứ hai. Trong chiến tranh thế giới 2, Colette vẫn ở lại Paris khi Đức Quốc xã chiếm đóng và tiếp tục viết. Tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà Kiki được viết trong thời gian này. Những năm cuối đời, Colette phải di chuyển bằng xe lăn. Khi qua đời năm 1954, Colette đã để lại tổng cộng 50 tiểu thuyết đã xuất bản, trong đó có nhiều quyển mang đậm tính chất tự truyện. Arthur Rimbaud và Paul Verlaine, tình trai vô vọng. Arthur Rimbaud có tên đầy đủ là Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, sinh năm 1854 tại Charleville, miền đông bắc nước Pháp. Ông là con trai của một sĩ quan quân đội Pháp. Bố thường xuyên vắng nhà nên là Rimbaud chủ yếu lớn lên trong sự nuôi nấng và dạy dỗ của người mẹ nghiêm khắc và sùng đạo. Cuộc sống nặng nề lễ nghi của gia đình đã gieo vào lòng cậu bé Rimbaud mầm móng của sự nổi loạn và khát vọng về một cuộc sống tự do. Đến tuổi 15, Rimbaud bỏ nhà đi lang thang, chính vì thế người đương thời gọi ông là kẻ mang đôi chân có đế giày gió hay đứa con của mặt trời. Còn Paul Verlaine sinh năm 1844 tại Metz, thành phố phía bắc nước Pháp, là con trai của một sĩ quan công binh. Năm 14 tuổi, ông bắt đầu viết những bài thơ nhỏ. Năm 1851, gia đình Verlaine chuyển đến Paris. Tại đây, ông theo học trường luật, nhưng suốt ngày rượu chè bê tha và thường xuyên phải nhập viện trong tình trạng say xỉn. Năm 1870, Verlaine kết hôn và biến hôn nhân thành địa ngục với cả hai người. Không ít lần, ông đã đánh đập và hành hạ vợ của mình. Năm 1871, Rimbaud gửi những bài thơ đầu tiên của mình cho Verlaine, trong đó có cả bản thảo tập thơ nổi tiếng Con Tàu Say. Ấn tượng trước giọng thơ tài hoa và sáng tạo của tác giả trẻ, Verlaine đã viết thư mời Rimbaud đến nhà mình. Cuộc gặp gỡ thiên định này khởi đầu cho mối quan hệ đầy sóng gió, một mối tình đẩy hai người đến chỗ bị xã hội xa lánh và khinh ghét. Họ đã quyết định rời Paris đến London tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, sau gần 2 năm chịu đựng những cơn nóng nảy vô cớ của Rimbaud, Verlaine đã rời London một mình đến Bruxelles, nước Bỉ. Mùa hè năm 1873, hai người gặp nhau tại Bruxelles. Sau một trận tranh cãi gay gắt, Verlaine đã rút súng bắn Rimbaud. Kết quả ông chịu 2 năm tù giam. Năm 1875, khi Verlaine ra tù, nhưng tình cảm của họ đang nguội lạnh. Những năm cuối đời, Verlaine đau ốm nhiều, nằm viện nhiều hơn ở nhà và qua đời tại Paris vào tháng 1 năm 1896. Còn Rimbaud, ông trở lại nông trang của gia đình và tập trung hoàn thành tập thơ Một mùa ở địa ngục như một lời đề tặng dành cho Verlaine. Năm 1876, Rimbaud vào đội quân viễn chinh tình nguyện chiến đấu ở tận Indonesia. 10 năm sau, ông trở về Pháp và tiếp tục lang bạc, làm nghề bốc vác và buôn súng. Trong những ngày này, nhà thơ bị ung thư xương chân, phải trở về Pháp và cắt bỏ chân phải. Tháng 11 năm 1891, Rimbaud qua đời tại Marseille khi mới chỉ 37 tuổi. Là những người sáng tạo dòng thơ tượng trưng, một trường phái thơ coi trọng hình ảnh và âm thanh hơn là ý nghĩa ngôn từ của câu chữ, Verlaine và Rimbaud để lại những ảnh hưởng lớn lao đối với nền thi ca hiện đại. Tuy cuộc sống riêng tư bị dị nghị, nhưng đương thời, tài năng thi ca của hai người đã được đông đảo bạn đọc mến mộ và tôn kính. Hai ông đã trở thành bậc tiền bối cho những nhà thơ nổi loạn thế hệ beat như Henry Miller, Jack Kerouac và những nhạc sĩ của dòng nhạc punk rock như là Bob Dylan, Jim Morrison và Patti Smith. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!